Sau hơn 3 tháng thi công, sáng nay ngày 24 tháng 3, câu lạc bộ Giảng Đức đã khai trương cơ sở bếp ăn từ thiện tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Bếp ăn từ thiện tại thị trấn Phú Hòa được xây dựng rộng rãi khang trang với tổng kinh phí 970 triệu đồng do các mạnh thường quân gần xa và thành viên câu lạc bộ từ thiện Giảng Đức đóng góp. Bếp ăn hứa hẹn phục vụ miễn phí khoảng 500 suất cơm chay mỗi ngày cho bà con nghèo, các hoàn cảnh neo đơn, công nhân học sinh trong vùng. Ngoài bếp ăn từ thiện, câu lạc bộ Giảng Đức còn có các hoạt động miễn phí như hỗ trợ nhà ở miễn phí, tượng Phật miễn phí, quan tài miễn phí, quần áo miễn phí, tam bảo miễn phí, vân vân. Tại buổi khai trương, bếp ăn từ thiện thị trấn Phú Hòa đã trao tặng hồn quỹ cho đoàn y bác sĩ thiện tâm tỉnh An Giang 5 triệu đồng, đồng thời phối hợp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và phát gạo cho 500 bà con nghèo, cận nghèo khó khăn trên địa bàn thị trấn Phú Hòa.